thực hiện kết luận phiên họp lần thứ 8 của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số, Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các đơn vị địa phương theo chức năng nhiệm vụ quán triệt tinh thần ba tăng cường năm đẩy mạnh về chuyển đổi số. Trong đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan ra soát đánh giá tình hình bảo đảm an toàn thông tin mạng, an ninh mạng, an ninh người dùng, đôn đốc các doanh nghiệp viễn thông tăng cường phát triển, nâng cao chất lượng hạ tầng mạng viễn thông hướng dẫn các địa phương ra soát hiện trạng sóng di động trên địa bàn tỉnh đồng thời phối hợp triển khai các giải pháp phù hợp nhằm xóa các vùng lõm sóng tại các khu vực đã có lưới điện quốc gia cũng như theo dõi đôn đốc các đơn vị địa phương triển khai thực hiện tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện theo quy định